Thông thiên học là gì? Thông thiên học là một sự tổng hợp của khoa học, tôn giáo và những triết học, những triết lý. Và châm ngôn của thông thiên học là không có một tôn giáo nào cao hơn sự thật. Trên thực tế, thông thiên học được coi như là một hệ thống về tinh thần và về vũ trụ, tìm hiểu và nghiên cứu và giải thích vũ trụ và sự hiện diện và công việc của con người ta ở trong đó. Những cái sự nghiên cứu đó thì dựa trên những khả năng ngoài giác quan, ví dụ như là thần nhãn, thần nhĩ và những cái sự mà nhìn thấy trước và chuyển di tư tưởng, hoặc là những cái hồi ức về hình ảnh tìm được thông qua sự thôi miên, tức là ở trong một cái tình trạng tinh thần cao hơn mà đã được giảng dạy bởi nhiều nhóm thông thiên học ở trên thế giới. Sau đây là những nhân vật nổi bật ở trong thông thiên học. Những người nổi bật nhất ở trong hội thông thiên học ở trong thế kỷ này và trong thế kỷ trước thì đã là bà Helena Blavatsky, bà bác sĩ Annie Besant, Helena Rodrigue, ông đức giám mục Leadbeater, ông Geoffrey Hodgson, Alice Bailey, Corinne Helin và Diane Fossum. Và hiện tại thì chúng tôi cũng có những người thầy dạy và những cây bút, thí dụ như là ông Tocom Saraydarian, Benjamin Grimm, Michael Robbins và Asher Lorenzen. Những sự giảng dạy của thông thiên học, mặc dù thông thiên học là một môn học rất là rộng rãi và rất là năng động, bắt đầu từ những bộ óc của vũ trụ mà chúng ta gọi là God hay là thần linh. Nhưng vì đó thì có rất là nhiều, có vô số những nhân vật ở trong nhiều cõi và nhiều trình độ tâm thức. Trong thời gian họ phát triển ra thì phần nhiều những nhóm của thông thiên học ngày hôm nay thì dựa cái sự thông hiểu của họ trên những cái điều giảng dạy đã được những vị như Alice Bailey năm 1930 và 1940 từ vị thầy của bà ấy ở bên Tây Tạng. Ông ấy tên là Dewar Kuhn. Những cuốn sách này thì có một cái trình độ trí tuệ của vũ trụ và đã mô tả vũ trụ như là một thể rất là sinh động và chứa đựng rất nhiều những thể, những nhân vật khác ở bên trong đó. Và tất cả đều tiến hóa về những cái tình trạng tâm thức càng ngày càng cao hơn qua những cái kinh nghiệm sống. The Great Plan, tức là cái chương trình còn gọi là cơ tiến hóa. Thông thiên học giải thích ở trên trái đất thì có cái sự tiến hóa như thế nào đã theo một cái kế hoạch gọi là cơ tiến hóa và đã được đặt ra do những tâm thức cao hơn. Cơ tiến hóa này ở trên trái đất thì là một phần của cái chương trình tiến hóa của Thái Dương Hệ. Và cái điều này thì cứ tiếp tục lên cao mãi sau những chương trình này tới những chương trình kia và những chu kỳ tuần hoàn với nhau. Ở trên trái đất này thì cái chương trình đã được sắp xếp bởi một nhóm gọi là quần tiên hội, gọi là Earth Spiritual Hierarchy và cũng có thể gọi là Great White Brotherhood, thì tiếng Việt Nam gọi tạm gọi là quần tiên hội. Và đó là nhóm người đã thiết lập nên cái tổ chức thông thiên học thông qua bà Helena Blavatsky và bắt đầu giới thiệu những cái điều thông thiên học cho quần chúng vào năm 1875, mục đích là để làm cho nhân loại được thông suốt hơn mọi vấn đề. Bây giờ nói về quần tiên hội. Quần tiên hội thì bao gồm có những vị ông và bà toàn hảo và đã xong những cái kiếp luân hồi của họ ở trên cái trái đất này hoặc là trên một cái trái đất nào khác và đã hiểu cách nào để họ có thể làm chủ được cái cá tính của họ và tất cả những cái năng lực ở trên ba cái thế giới thấp nhất, đó là cái thế giới vật chất hữu hình, cái thế giới của tình cảm và cái thế giới của tư tưởng, gọi là the physical, emotional and the mental planes. Những người này đã tỏa ra những cái tình thương yêu hoàn toàn và những cái sự thông thái của họ. Với mắt người thì họ là những người hoàn toàn. Tại vì còn có những, nếu mà mình coi theo những cái thước đo khác cao hơn thì họ còn có những cái trình độ hoàn hảo hơn nữa, họ có thể tiến tới được. Nhưng mà đối với con người thì họ là những người hoàn toàn rồi. Và họ đã lựa chọn ở lại đây, ở trên mặt đất để giúp đỡ nhân loại và cái sự tiến hóa của trái đất.
một số người trong nhóm quần tiên hội thì đã được biết trong cái khoảng thời gian họ đã đầu thai xuống trần thế. Ví dụ như Đức Thầy Jesus, và ông đã đầu thai xuống ở cái vùng Palestine khi mà ông đã mang đến một cái tình thương rất là vĩ đại và đã thiết lập được tôn giáo Thiên Chúa Giáo. Và cái kiếp sau đó của ông thì ông đã sinh ra ở Apollonia, ở Thyana. Đức Phật thì chúng ta biết được qua cái kiếp mà Ngài là Thái tử Gotama, là người đã lập ra đạo Phật. Đức Kutumi thì trong cái kiếp trước của Ngài chính là ông Pythagore, là một trong những vị thầy lớn nhất của Hy Lạp thuở xưa. Và ông cũng từng đầu thai là Francis of Assisi, là một trong những vị thánh cao nhất của giáo hội công giáo. Đức bà Mary thì trong kiếp của Ngài là mẹ của Đức Chúa Giêsu. Những công việc của những vị, những thành viên trong quần tiên hội thì đã được mô tả ra trong rất nhiều cuốn sách. Ví dụ như là cuốn sách của ông Leadbeater, The Masters and the Path, tức là những vị đức thầy và những con đường. Của bà Alice Bailey là The Externalization of the Hierarchy, tức là nói về quần tiên hội. Của ông Asger Lorentzen, Man's Inner Structure, là những thành phần bên trong của con người. Một trong những vị ở trong quần tiên hội mà người ta được biết rất nhiều đó là Hyla Ryan, thì ngày xưa đó là đã từng đầu thai xuống, và người ta được biết Ngài là vị thánh Paul đã giúp đỡ để thuyết giảng đạo Thiên Chúa Giáo đi ra nhiều vùng ở bên Á Châu. Saint-Germain, người ta được biết trong thời gian ông ấy đầu thai xuống là ba tước Saint-Germain thế kỷ thứ 18, và ông ấy là người đã gợi cảm hứng cho tất cả nhiều người, nhiều nhóm về Freemason ở Europe. Đức Moria chính là người đã gợi hứng cho để làm cùng với lại Đức Kutumi và Joel Kuhl đứng đằng sau sự thiết lập của Hội Thông Thiên Học. Và sau cùng đó là Đức Bồ Tát Di Lặc Maitreya. Khi trước thì là lần trước Ngài đã xuống thế dưới danh hiệu là Krishna, và chính Ngài mới là thực sự là người đứng đằng sau đạo Thiên Chúa Giáo. Tại vì trong những cái năm cuối cùng của Đức Chúa Giêsu thì Ngài ảnh hưởng rất nhiều ở trong cuộc đời của Đức Chúa Giêsu ở Palestine. Maitreya tức là Đức Bồ Tát Di Lặc thì được người ta được thấy ở trên miền những xứ về Á Châu thì người ta gọi là Đức Phật Di Lặc, và ở miền phương Tây thì người ta gọi là Christ. Và ông ta là người đứng đầu của nhóm quần tiên hội, và ông ta cũng là trái tim trung ương của cái trái đất này. Những định luật về vũ trụ, ta có những định luật như là luật luân hồi, những luật về tiến hóa và những luật quả báo. Ngoại trừ những cái sự thuyết giảng về cái sự cấu tạo của vũ trụ và cái công việc của những vị ở trong quần tiên hội, thì Thông Thiên Học cũng mô tả rất là rõ ràng, kỹ lưỡng những cái luật tự nhiên mà đã hướng dẫn cuộc sống của chúng ta, cũng như là hướng dẫn những cuộc sống của những thú vật thấp kém hơn chúng ta. Cái luật thứ nhất là luật về luân hồi, và chỉ nói rằng con người ta cũng như là một số những thú vật thì đi qua rất là nhiều chu kỳ của những cái sự luân hồi xuống xác thân, mục đích là để tiến hóa, lấy thêm được những kinh nghiệm và tăng trưởng sự hiểu biết của mình lên cho đến khi một cái tình trạng của họ trở thành hoàn hảo. Và khi mà chúng ta đã học hỏi được tất cả những cái điều mà chúng ta cần học ở trên trái đất, và chúng ta đã trở thành một vị thầy về minh triết, và chúng ta đã được tốt nghiệp ở trường học trái đất, thì chúng ta có thể được tự do để tiếp tục cái công việc của chúng ta về phương diện tiến hóa ở nơi này hoặc là ở tại một nơi khác ở trong vũ trụ. Có liên quan đến cái luật về luân hồi là cái luật về tiến hóa, đó là một cái luật rất là căn bản của vũ trụ. Và cái luật này thì mô tả là mỗi một cái thành phần của tâm thức, của ý thức thì đã tiến hóa như thế nào và đã cố gắng như thế nào để trở thành những thành phần cao hơn, để kinh nghiệm nhiều hơn và có thể thể hiện được nhân cách mình một cách tốt đẹp hơn. Và hai cái luật này thì có liên quan tới cái luật về
karma, tức là về nhân quả. Thì luật này nói rằng tất cả những cái điều gì mà mỗi một cái cá nhân đã làm ra do những cái hành động của họ và những tư tưởng của họ thì họ sẽ nhận lại những cái điều đó. Tức là trong Kinh Thánh thì có câu là bạn gieo cái gì thì bạn sẽ gặt hái cái đó. Ba cái luật này đã chỉ huy những cuộc sống cá nhân của chúng ta và cũng như là đời sống của vũ trụ cùng với những cái luật khác của vũ trụ, ví dụ như là luật về tình yêu, luật về sự tha thứ, những cái luật về chu kỳ và những cái luật về sự tương phản. Bây giờ nói về seven rays, tức là 7 loại tia sáng. Một cái điều quan trọng nhất khác của những cái sự thuyết giảng của thông thiên học là sự thuyết giảng về 7 tia sáng. 7 tia sáng là những cái sự thông minh của trời đất, hay là gọi là năng lượng đã thẩm thấu cái hệ thống thái dương hệ của chúng ta và đã được toát ra từ 7 ngôi sao của The Great Bell, tức là của chòm sao con gấu, và đã đi tới 7 ngôi sao của Seven Sisters, tức là Pleiades. Và cái điều đó nói rằng tất cả những sinh vật ở trong cái hệ thống thái dương hệ này thì được bị ảnh hưởng bởi một trong số 7 thứ tia sáng đó, và cái giá trị của họ, ví dụ như là thái dương hệ của chúng ta thì bị ảnh hưởng bởi cái tia sáng thứ nhì, tức là second ray system, và cái tia sáng thứ nhì này thì có cái tính chất của tình yêu và sự thông thái, và trong khi đó cái trái đất của chúng ta thì lại chịu ảnh hưởng bởi cái tia sáng thứ ba, và cái tia sáng thứ ba này gọi là sự thông minh một cách linh hoạt. Bất cứ người nào sẽ có cái nhân cách của họ phù hợp với một trong 7 loại tia sáng này, và người ta thì cũng là một cái sự hỗn hợp của cái thể xác và cái thể vía, thể etheric gọi là thể phách, và astral body tức là thể vía, và mental body tức là thể trí. Và mỗi một cái thể này thì cũng có những cái tia sáng riêng. Người ta có thể nói rất nhiều về tính tình của một người, về cái khả năng của người đó và những cái vấn đề trong cái sự phát triển của người đó khi mà người ta nhìn được cái tia sáng của họ. Và do đó cái khoa học về môn 7 tia sáng này là một cái phần rất là quan trọng ở trong cái tâm lý học ở thời đại mới. Về phương diện này thì đã có những người họ đã đi tiên phong, và ví dụ như ông Michael Robbins, ông ấy đã viết cuốn The Tapestry of the Gods, tức là tấm thảm của những vị thượng đế. Và cũng có ông Benjamin Grimm, thì ông ấy đã viết, ông đã vẽ ra những cái sự sắp xếp của những tia sáng của rất nhiều người nổi tiếng, tức là ông vẽ được cái hào quang của những người nổi tiếng ở trong cái phần cuối cùng của cuốn sách của ông ấy. Phải nói về tia sáng này tức là nói về hào quang. Những hào quang và những cái cá tính của từng loại hào quang một, thì chúng ta thấy cái điều thứ nhất đó, là mỗi một cái hào quang, một loại hào quang thì có một cái loại năng lượng ở trên trời và đưa xuống và những cái giá trị riêng. Về cái hào quang thứ nhất thì đó là will of power, tức là nói về nghị lực. Hào quang thứ nhì là nói về love and wisdom, tức là tình yêu và sự thông thái. Hào quang thứ ba là nói về active intelligence, tức là nói về sự thông minh một cách tích cực. Hào quang thứ tư là nói về beauty and harmony through conflict, tức là vẻ đẹp và cái sự hòa hợp thông qua những cái sự chống đối. Hào quang thứ năm thì nói về concrete intelligence of all science, tức là nói về những cái sự thông minh rất là thực tế, hoặc là nói về khoa học. Hào quang thứ sáu là nói về idealism or devotion, là lý tưởng và cái sự cung kính phụng thờ. Hào quang thứ bảy thì nói về order of ceremonial magic, tức là nói về cái sự thờ lạy và những cái magic là những cái phù phép. Tất cả những người ở trong thái dương hệ thì thuộc về một hoặc là thuộc về nhiều trong số những loại hào quang này, và mỗi một người thì có một cái nhân cách hào quang riêng. Một cái hào quang cho cái physical body, cho cái thể xác của họ, và một hào quang của cái thể vía, emotional body, và một cái hào quang của cái thể trí, mental body.
và một cái hào quang của thể linh hồn, a soul ray and a monadic ray, tức là một cái thể bên trên cao nữa. Và do đó cái sự sắp xếp về trí tuệ của họ thì rõ ràng là một cái sự trộn lẫn của rất nhiều những cái tính chất của các hào quang khác nhau. Và cái điều đó được thể hiện ra trong con người của người đó, trong những cái thể xác, thể vía, thể trí, và coi như là những cái xe hơi cho người đó dùng, gọi là vehicles. Nếu mà là những người hoàn hảo thì chúng ta sẽ nói về cái giá trị của một trong số 7 cái tia sáng chính. Ví dụ như là những vị hoàn hảo giống như ông Hilarion of the Chohan là một vị đại tiên. Hilarion này là thời trước là ông Thánh Paul, thì ông thuộc về cái hào quang thứ 5, tức là ông ấy thì ông liên quan đến, ông có trách nhiệm và ông liên quan đến cái sự thông minh và scientific work on this planet, tức là ông ấy ảnh hưởng nhiều về khoa học. Trong khi Đức Thầy Moria thì lại ở cái hào quang thứ nhất, và ông ấy hào quang thứ nhất là hào quang của sự cai trị, của sự của năng lực, tức là những năng lực để điều khiển, điều hành. Và công việc của ông ấy là gợi hứng và hướng dẫn những vị lãnh đạo của các nước, những chính trị gia và những người đứng đầu nước để nhìn thấy và đi theo những cái cách nhìn của đúng đắn của ông ấy, và làm những cái quyết định đúng cho nó phù hợp với những cái chương trình lớn nhất, the great plan for the earth, tức là phù hợp với chương trình cho trái đất. Đức Bồ Tát Di Lặc và Đức Kusumi thì lại chịu ảnh hưởng của hào quang số thứ 2, đó là hào quang của những vị thầy giáo. Và hào quang này là ảnh hưởng của tình yêu và sự thông thái, và do đó những vị này phụ trách về tôn giáo và giáo dục, religion and education. The Christ, Chúa, Thánh Linh thì là phần căn bản của tất cả những tôn giáo ở trên trái đất này. Sang đến phần khác, phần này nói về những tôn giáo là chính là những điều hướng dẫn để giúp cho nhân loại tiến bộ. Thông thiên học thì được xem như là sự tổng hợp của tất cả những môn khoa học, tôn giáo và triết lý, và tìm cách để chỉ ra những cái điều giống nhau của những cái tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Và họ cũng biết rằng những cái tôn giáo này đã được đưa xuống nhờ do những người vị trong quần tiên hội là những vị thầy của nhân loại, và đã được thích hợp vào tùy theo những cái văn hóa của từng vùng và từng cái giai đoạn mà họ đã tiến hóa tới mức độ nào ở trong một cái giai đoạn thời điểm nào đó. Do đó những cái tôn giáo đó thì ở trên căn bản thì đều nói lên một cái sự thật về căn bản, nhưng mà sẽ được thể hiện ra chỉ tới cái mức độ nào đó mà nhân loại có thể hấp thụ được vào cái giai đoạn đó mà thôi. Ví dụ như là Đức Phật Gautama Buddha là Đức Phật Thích Ca thì chỉ cho nhân loại làm cách nào để có thể được tự do, để khỏi bị những cái điều mình ham muốn, bằng cách là thay đổi những cái điều ham muốn đó trở thành những cái điều ham muốn về cái sự thông thái và cái sự hiểu biết. Trong khi đó thì Đức Chúa lại dạy chúng ta về cái sự quan trọng của tình thương, của cái sự tha thứ và cái lòng thương xót như là một cái phương tiện để chúng ta có thể mang lại hòa bình trên thế giới và có thể đến được cõi thiên đàng, tức là một cái tình trạng về tinh thần, tình trạng về tâm thức của một cái vị đã được điểm đạo, thì gọi là Niết Bàn của Đạo Phật. Trong thời đại bây giờ, người ta đã tìm được cái điều đó càng ngày càng nhiều hơn, và có một cái xu hướng về phía là mọi người đều chấp nhận rằng là vị Thượng Đế của tất cả những tôn giáo đều là cùng là một vị, và cái mục đích của tất cả những tôn giáo thì cũng cùng là một mục đích, tức là cái điều là chúng ta mang lại tình thương, tình anh em, huynh đệ và những cái
sự đối xử nhân đức với nhau ở trên trái đất. Và chúng ta cũng đã thấy những cái sự tiến bộ rất nhiều mà nhân loại đã mang, đã làm được trong cái thế kỷ vừa qua. Những cái ảnh hưởng rất nhiều của những cái sự đau khổ của 2.000 năm trước và những cái năng lực về tinh thần rất lớn mà chúng ta bây giờ đã thấy tỏa ra ở trên trái đất. Bây giờ sang đến cái đoạn về những cái chu kỳ, luật về chu kỳ, cái sự thời kỳ chuyển tiếp cho một cái giai đoạn mới, transition to a new age. Cái luật về chu kỳ cũng là một cái luật khác, luật tự nhiên rất là quan trọng, nói cho chúng ta biết rằng là mọi chuyện xảy ra theo từng chu kỳ. Những chu kỳ nhỏ nằm trong những chu kỳ lớn. Thí dụ như là trong cuộc sống ở trên trái đất thì một ngày là một chu kỳ nhỏ, và mùa hạ hay là mùa đông là những chu kỳ, là một chu kỳ lớn. Ngày và đêm thì nó cũng giống như là mùa hè và mùa đông. Và những có những cái chu kỳ lớn hơn nữa là người ta đầu thai xuống thế, rồi người ta đi ra khỏi thế, sinh ra đời và chết. Tương tự như vậy, những hành tinh cũng có những giai đoạn đã xuất hiện và những cái giai đoạn biến mất. Và cũng như vậy luôn, kể cả những hệ thống thái dương hệ và những cái hệ thống lớn hơn thái dương hệ nữa là galaxy, và kể cả những ta còn lớn hơn cả galaxy nữa. Rất nhiều chu kỳ có những cái ý nghĩa có liên quan đến cái thế giới của con người. Ví dụ như là những chu kỳ về những giống dân căn bản, gọi là the root races. Tất cả mọi người trên cái trái đất này bây giờ thì lệ thuộc vào cái giống dân thứ 5. Và cái điều mà người ta chú trọng nhất về cái sự phát triển của cái thời buổi của giống dân thứ 5 chính là cái đầu óc thực tiễn. Đó là fifth principle, cái hào quang thứ 5 mà chúng ta đã thấy. Nhưng mà đối với những giống subraces, tức là ở trong cái giống dân thứ 5 đó còn có những cái giống dân phụ thuộc. Ví dụ như là những người Caucasian mà da trắng thì là người giống dân phụ thứ 5 của cái giống dân thứ 5. Và người châu Á là giống dân phụ thứ 4 của cái giống dân thứ 5. Và những người da đen thì là giống dân phụ thứ 3 của cái giống dân thứ 5. Và sắp tới chúng ta sẽ thấy một cái giống dân phụ thứ 6 đang là sắp sửa xuất hiện để đầu thai xuống đất. Và những người này đó thì sẽ có những cái khả năng khá hơn, và họ có những cái trực giác rất là mạnh để họ có thể khắc phục được những cái sự chia rẽ ở trong nhân loại bây giờ về phương diện khoa học, về phương diện tôn giáo hay là về phương diện triết học. Ở trong cái căn bản là những người mà họ có những cái khả năng trực giác về tinh thần một cách đại đồng và rất là thiêng liêng. Họ có những cái điều như vậy về cái tư tưởng của họ và những sự hiểu biết của họ. Có một cái chu kỳ khác rất là quan trọng cho loài người là cái sự trải qua của equinox. Về cái mùa xuân thì mặt trời được nhìn thấy ở trên trái đất ở trong một trong 12 cái sign của zodiac, tức là những cái dấu hiệu của horoscope. Và cái địa điểm này thì nó đang thay đổi từ từ cho đến khi nó đi qua tất cả cái zodiac trong vòng sau 26.000 năm, và nó sẽ ở đó 2.167 năm trong mỗi một cái dấu hiệu của astrology. Và tại mỗi một cái thời gian đó thì con người ta bị ảnh hưởng bởi cái khả năng tinh thần của cái astrological sign đó. Những cái đó trong một cái khoảng thời gian, trong cái mỗi khoảng thời gian 2.167 năm là cái trái đất của chúng ta và nhân loại ở trên trái đất chịu ảnh hưởng của một cái sign. Thành ra là sẽ mang cái tính chất của một cái sign. Bây giờ qua cái phần khác là cyclic trends in human culture, tức là những cái sự luân chuyển, sự thay đổi, luân tuần hoàn về những văn hóa của loài người. Cái giai đoạn chuyển tiếp tới một cái new age là bây giờ tất cả nhiều người nói thì được mô tả ra bởi cái sự chuyển động của mặt trời. Trong vòng 2.000 năm trước đây
thì mặt trời đã nằm ở trong cái cung của tuổi Song Ngư. Và do đó mà những cái nền văn hóa, văn minh trên thế giới đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái năng lực từ cái dấu hiệu Song Ngư. Và cái Ray là thứ sáu của Devotion and Idealism, tức là người ta rất là sùng tín và người ta rất là lý tưởng. Cái điều hay ho của cái hào quang này thì chúng ta đã thấy được rất nhiều những tôn giáo trên thế giới, những người rất là sùng tín của những vị mystic ở trong tôn giáo Thiên Chúa giáo của thời Trung Cổ ở bên Âu Châu. Và trong cuộc sống của rất nhiều vị tu, nhiều vị thầy tu và nhiều vị thánh, và họ rất là bám chặt lấy những tôn giáo của họ và những tư tưởng của họ. Cái hào quang thứ sáu ảnh hưởng đến cái điều cao hơn, ví dụ như là họ rất sùng tín và yêu một cái ý tưởng hoặc là một món đồ. Còn về phương diện thấp kém hơn, khi mà người ta phát huy ra cái hào quang thứ sáu này một cách méo mó thì đó là cái sự cuồng tín và cái sự cho là mình hay ho, rồi luôn luôn giải thích mình ra để tự bào chữa, và những cái tính tình rất là bám chặt lấy những cái sự cuồng tín, bám chặt lấy một cái món đồ nào đó. Và những cái tính chất này thì nó cũng rất là thấy rõ ở trong nhiều tôn giáo và những cái sự xung đột về tư tưởng ở trong cái vòng 2000 năm vừa qua. Từ năm 1675 thì bắt đầu cái hào quang thứ bảy đã ảnh hưởng, và đó là Ceremonial Magic, tức là bắt đầu có ảnh hưởng về phương diện thờ cúng và pháp thuật bắt đầu xuất hiện và ảnh hưởng đến những cái văn hóa ở trên trái đất. Và cái sự thay đổi về năng lượng vào cuối cái thập niên 1960 thì đó là lần đầu tiên cái hào quang thứ bảy mạnh hơn và đã thắng được cái hào quang thứ sáu. Và những cái năm đó, năm tháng đó thì chúng ta đã thấy là có quá nhiều những cái sự xích mích, những sự bất hòa. Nhưng mà dần dần thì có những cái làn sóng nó đã mạnh hơn. Và khi mà những năm tháng đi qua, khi nào mà có một cái làn sóng, có một cái hào quang mới tiến đến và một cái hào quang cũ đi ra, thì chúng ta lại thấy có những cái hiện tượng đã xảy ra. Tức là cái structure, gọi là cái hệ thống của cái nền văn minh đã được xây nên và đã được hào quang cũ giúp cho sự tăng trưởng, thì bắt đầu mất đi những cái sinh khí và bắt đầu đông đá lại, và những cái energy đó thì biến mất. Như vậy đó, thì chúng ta thấy là cũng như là những người thì cũng có thể trở thành đông cứng và trở thành dở đi khi mà họ già, khi mà họ không còn những cái cuộc sống về tinh thần rất là mạnh mẽ như lúc trẻ. Và những cái năng lực về tinh thần đã ảnh hưởng cho những người đã nhìn thấy trước, đi trước thời đại, và họ đã, những reformer, tức là những người cách mạng, đã cố gắng phấn đấu để thiết lập một cái làn sóng mới. Thì điều này đã gây nên những cái sự bất hòa giữa những cái người, những cái cách thức cũ, cách thức làm cũ, và mọi người đã biết rồi. Và những cái hệ thống về quyền lực cũ mà đã bị đông đá lại, và bây giờ những cái hệ thống mới bắt đầu đẩy ra và mang tới những cái mầm của một sinh lực mới, của một cuộc sống mới. Trong cái trường hợp của chúng ta thì cái sự bất hòa đó nó xảy ra giữa những hệ thống cũ của cái hào quang số 6, và đó là một phần của những cái tôn giáo cũ, những cái hệ thống cũ về chính trị cũng như là về giáo dục. Khi mà người ta đã đặt ở trên cái sự mà tranh đấu, đấu tranh để tranh giành và những sự chia rẽ, thì bây giờ ở trong cái ảnh hưởng của cái hào quang thứ 7 thì người ta lại có cái ảnh hưởng mới là người ta hiểu biết lẫn nhau một cách
cao thượng, và người ta đi tới những cái tôn giáo qua cái sự thông cảm và những sự điều tra hơn là qua những cái sự tin tưởng và những cái sự sùng tín. Khi mà xã hội đã được thiết lập đi theo một cái phương cách của cái hào quang thứ bảy, thì cái năng lực của cái sự tự do là một trong cái giá trị quan trọng và căn bản của cái hào quang thứ bảy. Thì khi mà cái hào quang thứ bảy này đã ảnh hưởng nhiều hơn, thì chúng ta sẽ có những cái đồ vật ở trên thế giới đó, thì người ta sẽ biết cách nào để người ta tổ chức và người ta phân phát ở trên thế giới, người ta phân phát đều đặn hơn. Và mọi người ở trên thế giới sẽ có một cái nhìn nó có vẻ như là thông cảm với nhau nhiều hơn, và người ta sẽ biết rõ cái vị trí của người ta ở trên trong vũ trụ hơn. Dần dần thì trái đất cũng sẽ được mở ra để tiếp xúc với những cái nền văn minh khác, những cái nền văn minh ở trên những cái planet khác, và những cái sự trao đổi về sự hiểu biết và những điều người ta những cái điều người ta biết thì nó sẽ xảy ra. Và những cái sự trao đổi đó sẽ giúp chúng ta có thể giải quyết được những cái vấn đề của chúng ta về phương diện chính trị, cũng như là về phương diện môi sinh, phương diện kinh tế. Mà những cái bài toán này, những cái vấn đề này phần đông thì là xảy ra là do những cái sự ích kỷ, và người ta đã có một cái nhìn nó quá thiển cận khi mà chúng ta sắp xếp những cuộc sống của chúng ta. Bây giờ đi sang một phần khác, nói về cái thời đại của Aquarius, tức là của cái thời đại của Bảo Bình. Trái đất thì hiện tại đương là đi qua một cái sự thay đổi rất nhiều, vì cái hào quang số 7 trở thành càng ngày càng mạnh hơn, cho nên đã sắp xếp thành một cái làn sóng, một cái cũng như một cái hòa âm mới ở trên trái đất. Và cái hệ thống cũ của cái tuổi Pisces thì đã bị Pisces là song ngư đó, thì nó trở thành đông đá và nó chết. Tia sáng thứ bảy, tức là hào quang thứ bảy, thì đại diện cho cái sự quốc tế hóa, sự sắp xếp về có tính cách toàn cầu hơn, và người ta nhìn mọi việc một cách rất là thực tế và khoa học trên tất cả mọi việc. Và cái năng lực của cái hào quang số 7 thì nó sẽ thẩm thấu vào tất cả những xã hội ở trên trái đất, và cái văn hóa của chúng ta sẽ càng ngày càng được hướng dẫn bởi lý trí và sự tổ chức. Những cái sự thay đổi về tần số và nhịp độ trên phương diện một hành tinh thì rất là mạnh trong cái khoảng thời gian này, tại vì trái đất đang là di chuyển về một cái sự được điểm đạo và được nở lớn ra về tâm thức. Con người ta nếu coi như là một cái tập hợp thì chính là cái trung tâm của cái cổ họng của trái đất, và công việc của chúng ta là phải nhận được ánh sáng, tình yêu và cái sự hứng khởi từ những thế giới cao hơn và mang nó xuống đây để thể hiện ra trên cái cõi phàm trần của trái đất chúng ta. Làm cách nào để có thể thể hiện được tất cả mọi sự đẹp đẽ và hoàn hảo, cũng giống như là những cõi mà chúng ta đã nhìn thấy bên trên. Đây là cái mà chúng ta đã được xây nên theo như là cái những lời nói của Đạo Thiên Chúa Giáo, thì gọi rằng là đây là The Kingdom of God, tức là mang được cõi thiên đàng xuống dưới thế. Bởi vì cái sự điểm đạo của trái đất của chúng ta, trái đất đã được mang lên trên một bậc ở trên cái tâm thức, và đã có những cái làn sóng từ điện rất là mạnh ở trong vũ trụ tới được trái đất của chúng ta và giúp đỡ trái đất và nhân loại đi qua cái trong cái giai đoạn sinh nở này rất là khó khăn,
Đây là cái sự sinh ra của tâm thức của vũ trụ. Mục tiêu của những cái năng lực để giúp đỡ nền văn minh nhân loại về vấn đề ánh sáng, một cái sự giác ngộ của xã hội mà nó phù hợp với những luật của vũ trụ về phương diện yêu thương cho tất cả các cõi trong thiên nhiên, all kingdoms of nature. Chúng ta sẽ thấy một cái xã hội trong đó những con người ở trên trái đất, chúng ta sẽ có nhiều tình thương và nhiều cái sự thiện chí đối với nhau, và đầu óc thông minh của con người và sự kết hợp của chúng ta sẽ làm triệt tiêu tất cả những sự thù hận, những tội ác và những sự ô nhiễm và những cái sự đau đớn về thể xác cũng như về tình cảm sẽ được dẹp tiêu tan, và những cái sự làm việc của chúng ta kết hợp cùng với lại những vị trong quần tiên hội và cùng với những xã hội văn minh khác ở trên những hành tinh khác mà họ đương là tiến tới để họ tìm cách liên lạc với chúng ta ở trên mặt đất. Bây giờ đi qua một đoạn khác là transfer of souls to other planets, tức là những cái linh hồn sẽ đi đến những cái hành tinh khác, những linh hồn từ trái đất đi qua những hành tinh khác. Theo sự hiểu biết của tôi thì có 1% nào đó của những người dân chúng ở trên trái đất này sẽ được mang đi qua những hành tinh khác trong cái giai đoạn chuyển tiếp từ cái xã hội hiện tại của chúng ta, và cái xã hội trong tương lai sẽ được giác ngộ. Mà theo như bản thông tin của Martinus thì sẽ là một chuyện sẽ xảy ra ở trên mặt đất sau đây chừng 3.000 năm mà thôi. Lý do phải mang những linh hồn đó đi nơi khác là vì những linh hồn đó sẽ không phù hợp với cuộc sống mới sẽ xảy ra cho những người còn sống trên trái đất này. Những linh hồn đó ví dụ như là họ còn tiếp tục họ muốn thể hiện những cái sự tàn bạo của họ, hay là những sự ức hiếp áp chế người khác, hoặc là những sự thù hận hay là quá ích kỷ của họ, thì họ phải đi tìm những cái hành tinh khác ở trên thế giới để cho họ sống theo những cái cách thức mà họ quen thuộc. Ngoài ra thì lại có một số những linh hồn khác tiến hóa hơn sẽ được mang tới trái đất này từ những hành tinh khác, tại vì cái nền văn minh của người ta lại không phù hợp cho cái dạng thức của họ, những cái cách thể hiện cuộc đời của họ. Những cái sự di chuyển như vậy cùng với những sự di chuyển hiện tại của những người rất là cao thượng, kể cả những người đang sống trên trái đất và những người đã sống trên trái đất và họ đã không còn phải luân hồi nữa, và họ đợi đến cái lúc đó họ sẽ quay trở lại trái đất, và những người từ những trái đất khác họ sẽ cùng đến đây và họ sẽ cùng sống với nhau một cái cuộc sống nó cao thượng hơn. Tuy rằng nói như vậy nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng cái sự di chuyển đó nó không có phải là dễ dàng gì, tại vì chúng ta vẫn còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết ở trên cái trái đất của chúng ta, và nhân loại bây giờ vẫn còn phải giải quyết nó. Nhưng mà khi mà những cái làn sóng hào quang rất là tốt đẹp ở trên đưa xuống và sẽ ảnh hưởng cho chúng ta, thì chúng ta sẽ có những cái nhìn tốt đẹp hơn và những năng lực tốt hơn để thay thế những cái năng lực ích kỷ của chúng ta và những cái thói quen rất là phá hoại của chúng ta, của cái nền văn minh hiện tại bây giờ, để cho cái sự tiến bộ nó có thể xảy ra được nhanh chóng. Chúng ta ví dụ như là bây giờ chúng ta thử tưởng tượng xem cái chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà cái ở trên thế giới tất cả những cái tiền mà họ bỏ vào để làm vũ khí thì thay vì họ dùng cho vũ khí, họ dùng cho những cái mục đích có tính cách xây dựng. Bằng cùng những cái giá tiền như thế, tất cả những cái số vũ khí trên thế giới mà người ta phải tốn kém để làm trong vòng 14 ngày
thì cái số tiền đó có thể mang tất cả cái những cái nước nghèo đói ở trên thế giới trở thành giàu có, cũng giống như những người ở những cái xứ Bắc Âu. Cái vấn đề ở đây không phải là thiếu tiền tài hay là nhiên liệu, nguyên vật liệu, nhưng mà là những cái cách dùng sai lầm của những cái nguồn tiếp tế của chúng ta. Và đó là cái lý do tại sao mà cái xã hội tương lai của loài người sẽ thay đổi khi mà người ta có những cái nhìn nó có tính cách rất là nhân đức và trí tuệ như vậy. Thời đại mới gọi là The New Age, đó là một sự không tưởng hay là một sự thật? Phần đông chúng ta có thể đồng ý về cách nhìn như đã nói ở trên là cái điều nên làm, nên có đối với nhân loại ở trên trái đất. Nhưng mà cái điều mà chúng ta nhìn thấy đó về kinh tế đó thì có thể thực hiện được không? Đó có phải là giấc mơ ngây thơ của những người sùng tín và hy vọng rằng có một cái năng lực nào ở trên cao đưa xuống và chen vào cái ngày tận thế không tránh khỏi của chúng ta? Hay đó là những cái sự phân tích thực tế và đặt ở trên cái sự thông hiểu của những luật lệ hoàn vũ mà tất cả những sinh vật đều theo, và trên cái sự thông hiểu vị trí của trái đất ở trong cái cơ tiến hóa của vũ trụ? Đối với tôi, sau 10 năm nghiên cứu những khoa học về tinh thần thì cái câu trả lời rất là dễ dàng. Đây không phải là một sự không tưởng, mà đây là một cái thực tế sẽ thực hiện được. Và những cái sự vật đang xảy ra trên trái đất ở ngay lúc này thì chính là những cái sự sửa soạn cho cái trình độ văn minh sắp tới của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vào những cái căn bản của môn khoa học về tinh thần của chúng ta. Cái điều rõ ràng rằng là nếu mà có được những lực của vũ trụ hoặc là quần tên hồi ảnh hưởng được đến những nền văn minh của nhân loại thì phải có những bậc thông minh khác hơn là những người ở trên trong vũ trụ, và chắc là phải có những cái chiều hướng của sự hiện hữu khác hơn là những cái chiều hướng của chúng ta sống ở trên trái đất, trên một cái cõi vật chất hàng ngày của chúng ta. Có thật như thế không? Đây là một câu hỏi mà tất cả những nhà nghiên cứu về tâm lý, parapsychology và những người nghiên cứu về thông thiên học đã tìm tòi trong rất nhiều năm. Và khối lượng của những cái sự chứng minh cho chúng ta thấy sự hiện hữu của cõi vô hình thì rất là tràn lan khắp nơi, cho đến nỗi mà những người muốn chứng minh điều ngược lại thì lại rất là khó khăn. Đây là những cái điều để cho chúng ta thấy được có sự hiện hữu của cái thế giới linh hồn thông qua lịch sử và của rất nhiều nền văn hóa trên thế giới. Thì chúng ta thấy có những điều người ta nhắc tới cả những vị tiên thánh và những người nhỏ hơn, giống như là chuyện kể dân gian hoặc là những tôn giáo nhân gian, những câu chuyện thần tiên. Chúng ta thấy luôn luôn có những người họ nói rằng là họ có thể nói chuyện với lại những người ở cõi bên kia, nhưng mà những người đó thì thường thường họ rất là sợ bị áp bức, nhất là vào giai đoạn ở Trung Cổ. Và ngay bây giờ thì họ có thể là họ bị những người khác đem ra làm trò cười. Nhưng mà cái thời rất xa xưa thì họ lại rất được kính trọng khi mà nhân loại cởi mở hơn về lĩnh vực tinh thần. Trong giai đoạn hiện tại có rất nhiều người có huệ nhãn và có những người đồng cốt đã có thể nhìn thấy những cái chuyện rất là chính xác, và họ có thể nghe thấy những cái tin tức về những cái cõi bên kia. Chúng ta có thể nhìn vào những cái số lượng mà những bức tranh của những vị thần mà họ vẽ được ở trong những cái trang web khác mà tôi sẽ nói trong một bài khác. Và khi mà những người đồng cốt và những người tiên tri họ nhìn thấy họ có những cái tài năng khác thường so với người thường, nhưng mà họ cũng vẫn sống một cách rất bình thường và thông minh trong cõi trần. Ví dụ như là ông Geoffrey Hudson là tác giả của cuốn The Kingdom of Gods,
cõi của những vị thần linh. Thì ông ta đã là một người lính của nước Anh trong thời kỳ Thế chiến thứ nhất, và ông ta đã là một người chiến sĩ rất tài ba. Còn ông S.Q. Jarve là một người Đan Mạch. Ông ta là tác giả của cuốn Những vị thần linh, thế giới của những tiên thánh và những linh hồn cây cỏ, đã làm việc rất nhiều năm là một vị kỹ sư về công chánh trước khi ông ta bắt đầu sinh hoạt với môn linh hồn học. Có những người đồng cốt khác thì thường hay liên lạc với người ta ở trong cái cõi bên kia, tức là những người chết, và chính tôi đã chứng kiến những cái câu chuyện của họ như vậy. Tôi đã nói chuyện được với những người ở thế giới bên kia thông qua một người đồng cốt, với những người đã chết ở trong gia đình và bạn bè của tôi, và tôi đã nhận được những tin tức mà nếu mà không phải là qua những linh hồn thì không có thể giải thích được cách khác hơn. Trong cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20 thì có một phong trào gọi là Spiritist Movement, và họ đã, cái phong trào này đã chứng minh được cõi của linh hồn. Một ví dụ khác về những sự tiếp xúc với cõi linh hồn thì được gọi là Near Death Experiences, tức là những người đã chết đi sống lại và họ kể lại những cái câu chuyện của họ. Ngoài ra còn có những người gọi là Out of Body Experiences, thì tiếng Việt tạm dịch là xuất vía. Khi mà những năm tháng trôi qua, những người tâm lý gia, những người parapsychologist, tức là bán tâm lý gia, và những người tư nhân cũng như là những tổ chức của nhà nước đã bắt đầu lưu ý tới những cái hiện tượng. Cái điều đó là nhờ Thượng Đế đã cho chúng ta một cái sự tò mò và một cái sự muốn học hỏi. Và những tổ chức đó thì đã tìm thấy được rất nhiều những kinh nghiệm cá nhân của nhiều người, và họ đã nghiên cứu và họ đã ghi xuống. Ở trên Internet thì có một cái web server để cho những cái công việc như thế này, gọi là After Death Communications. Đó là cái trang web đó, tôi sẽ đến xem vào một lúc khác. Ngoài cái chuyện đó ra thì đã có những cái sự nghiên cứu rất là tỉ mỉ về những hiện tượng như vậy, mà đã được nhiều người nghiên cứu. Trong số đó có Đức Giám mục Lee Peter, ông Geoffrey Hodgson, Howard Muffet, Robert Monroe và Elizabeth Ross. Đó là một số người, giờ chưa kể những nhiều người khác. Chúng ta có thể nghiên cứu về cái vấn đề luân hồi, thì có rất nhiều người đã nghiên cứu về luân hồi. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này sau. Một sự nghiên cứu tỉ mỉ từ những cái nguồn gốc đó ở trên Internet thì chúng ta có thể đã mang đến rất nhiều cái sự chứng minh, chứng thực để cho những người muốn học hỏi là quả thực là có một cái thế giới của linh hồn. Nhưng mà sẽ không bao giờ người ta có thể thuyết phục được một người nếu như người ta không có một cái đầu óc cởi mở và một cái ý muốn học. Cá nhân tôi thì tôi cũng vẫn thường hay ghi nhận được những cái sự rung động rất là tế vi của cái thế giới bên kia, thế giới cao hơn. Và qua rất nhiều năm ngồi thiền và nghiên cứu thì cái sự ghi nhận của tôi càng ngày càng nhạy bén hơn và cũng chính xác hơn. Do đó mà do chính cái kinh nghiệm của tôi thì tôi có một cái lợi thế hơn. Nhưng mà cho dù một người mà không có những cái sự nhạy cảm về vấn đề linh hồn như thế thì cũng có thể nhìn thấy quá nhiều những cái điều chứng thực rằng là có linh hồn dựa trên những cái kinh nghiệm của những người khác. Những tôn giáo trên thế giới và cuộc sống sau khi chết. Một cái điểm đặc biệt nữa là cái sự giống nhau ở trong những tôn giáo khác nhau trên thế giới khi người ta cùng mô tả cái cuộc sống sau khi chết. Nếu bạn nhìn vào đạo Phật thì có một cái điều người ta thấy rõ về cái vấn đề luân hồi ở đây, và người ta cũng biết rằng những người linh hồn người đã chết rồi thì ở trong một cái thế giới gọi là cõi vía trong một khoảng thời gian trước khi đầu thai trở lại, cõi đó gọi là Devachan, tức là cõi trung giới.
ở trong những cuốn sách ở bên Tây Tạng và là cuốn sách của người chết có những cái điều giải thích cần phải làm gì sau khi mình chết để mình có thể mang cái tâm thức của mình lên, và chúng ta có thể may ra thì có thể là khỏi cần phải đầu thai trở lại. Tôi thì không quan niệm rằng điều này có thể xảy ra được, trừ phi cho những linh hồn đã tiến hóa đến nỗi mà người ta không cần phải đầu thai trở lại nữa. Thì cuốn sách đó cũng giải thích làm cách nào để tìm được những người cha mẹ đúng cho mình khi mà chúng ta có thể quay trở lại trái đất. Cái cuốn sách mà nói về cái cõi giới Devachan ở trong Đạo Phật thì rất là giống như cái sự mô tả của những người đồng cốt Spiritist nói về cái gọi là Summerland, khi mà hầu hết những linh hồn họ đương là họ nói chuyện với đó, những người đồng cốt nói chuyện với những linh hồn đó, thì những linh hồn đó ở một nơi gọi là Summerland. Và dĩ nhiên là những người Spiritist thì biết điều đó, đôi khi người ta gọi như thế cho cái cõi giới bên kia, gọi giống như là Devachan. Và đó cũng là cái, có thể gọi cái cõi này là cõi trung giới. Và trong sách Thông Thiên Học thì họ gọi như vậy. Những người Ấn Độ thì tin ở sự luân hồi, và ở trong Ấn Độ giáo thì có những cái chuyện kể lại rất là tỉ mỉ sau khi chết thì người ta ở đâu. Ví dụ như là nếu mà mình mà có ham muốn mãnh liệt quá thì sau khi chết sẽ rất là một gánh nặng phiền phức, tại vì sẽ phải đi qua những cái sự thanh lọc. Những người ở trong những cái miền cao hơn sau khi chết thì được kể như là hệ thống của những vị thần linh hay là bán thần linh, hoặc là những vị tiên thánh hay là những tên quỷ. Và sau khi chúng ta nhìn nghiên cứu tỉ mỉ thì chúng ta có thể thấy đó là một cách mà tượng trưng cho 7 cái cõi phụ của cõi trung giới mà ở trong Thông Thiên Học người ta có mô tả rất là rõ. Ngày xưa thì người Hy Lạp cũng tin tưởng ở cuộc sống sau khi chết, và người ta cũng tin tưởng ở là sự luân hồi. Rất là nhiều nền văn minh nhân loại đã tin tưởng điều đó. Tôi tự hỏi phải chăng rằng chỉ có trong giai đoạn hiện tại mà với những cái triết lý duy vật thì mới có quá nhiều người tin tưởng rằng sau khi chết là hết. Ngày xưa người ta tin rằng cái vùng của những người sau khi chết ở gọi là Hades, và những cái linh hồn thì vào nơi đó và phải đi qua một cái con sông, đó là cái con sông quên, sông nó tên là Styx. Và khi mà cái linh hồn rời khỏi cái vùng đất đó thì họ cũng lại uống cái nước sông Styx, và cái điều đó người ta cũng quên hết những cái chuyện đã xảy ra ở trong cái vùng đất của người chết. Cái điều đó tượng trưng rằng là những cái người mà đã đầu thai trở lại thì quên hết những cái chuyện đã xảy ra trong cái kiếp trước ở trên cõi trần. Có một vài người họ lại nhớ lại những cái chuyện kiếp trước. Có một số người Hy Lạp đã nhớ được và đã kể cho mọi người biết. Và họ nói rằng là họ đã tìm cách họ tránh, họ không chịu uống cái nước đó. Nhưng mà trên về phương diện bí truyền thì người ta giải thích rằng là cái trí nhớ nó ở trong một cái vùng vô thức. Và khi mà mình ngồi thiền lâu ngày, hoặc là bị thôi miên, hoặc là có những cái cách huấn luyện khác về cái phương diện psychic, thì chúng ta cũng có thể đi tìm lại được những cái trí nhớ, những cái câu chuyện của cái kiếp trước. Nếu chúng ta nhìn về cái tôn giáo của người Ai Cập thuở xưa thì người ta cũng nhìn thấy rõ ràng là sau, đối với những người đó, rõ ràng là sau khi chết là có một cái cuộc sống. Một người thì được coi như là có hai cái linh hồn, một linh hồn là chết và một linh hồn bất tử. Và cái linh hồn bất tử thì được cân ở trên cái cân của ông Horus, và phải chứng minh rằng là cái linh hồn này không có bị nhiễm những cái tội lỗi thì mới được đi lên trên những cái cõi cao. Những linh hồn tội lỗi thì phải chịu rất nhiều đau khổ. Thiên Chúa giáo đã xài lại rất nhiều
những cái quan niệm của người Hy Lạp và người Do Thái. Vì đó mà chúng ta thấy có những cái sự giống nhau trong cái tư tưởng của người Công giáo. Những linh hồn trong sạch thì sẽ lên thẳng được trên trời, và những linh hồn bị mất thì sẽ đi thẳng xuống địa ngục, và những người không được trong sạch thì phải ở trong một cái cõi gọi là purgatory, cõi để luyện linh hồn trong một thời gian để được tẩy rửa trước khi họ có thể được lên thiên đàng. Nếu chúng ta so sánh điều này với những cái sự nghiên cứu của thông thiên học, ví dụ như là những cái sự nghiên cứu của ông Đức Giám Mục Libiter, thì chúng ta thấy có rất nhiều sự thật ở trong những cái tư tưởng đó. Tại vì theo như ông Libiter, những linh hồn có những cái năng lực rất là trong sạch thì được đi lên những cái cõi cao hơn của cõi trung giới, và đi lên ngay cõi thượng giới rất nhanh, trong khi những cái người mà có những cái rung động xấu hơn thì phải ở dưới những cái cõi trung giới thấp, phải kinh qua những cái kinh nghiệm mà chúng ta có thể mô tả như là cái cõi trừng giới, trong khi đó những cái sự rung động xấu sẽ được tẩy rửa khỏi con người họ. Ở trong thông thiên học thì người ta không nói đến cái chuyện linh hồn bị mất, tại vì người ta nói rằng là những cái người mà tệ hại xấu xa nhất thì sẽ phải ở những cái vùng thấp nhất của cõi trung giới ở trong một khoảng thời gian rất lâu, và được mô tả giống như là địa ngục, trước khi họ có thể được tẩy rửa. Sau đó những nhà bí học như là ông Jacob Bohme và Emmanuel Swedenborg đã kể ra những cái bản tường trình rất là tỉ mỉ về cái cõi bên kia, giống như là ở trong thông thiên học. Và cái điều rõ ràng là những cái sự phát triển rất cao về tinh thần của họ thì đã được dùng như là những người đưa tin, những nhà tiên tri ở trong những tôn giáo cho nhân loại vào khoảng thời gian đó. Theo cái truyền thống của những nhà bí học, chúng ta đi kiếm những người như ông Rudolf Steiner, ông Libiter, Geoffrey Hodgson và Martinus ở trong thế kỷ thứ 20, thì những vị này đã dùng được thần nhãn và nghiên cứu rất là nhiều để nghiên cứu về những cái cõi ở thế giới bên kia, và họ đã trình bày cho chúng ta thấy những trực giác của họ đã tìm ra được những điều gì. Chúng ta nhìn vào tất cả những chuyện này, và cái điều nổi bật đối với tôi là cái sự tiếp tục qua những cái công việc ở trong những sự dạy dỗ cho nhân loại về những cái chuyện đã xảy ra ở bên kia thế giới, và những cái cách thức mà những sự thật nó đan lẫn với nhau ở trong kể cả những chuyện xưa tích cũ, cũng giống như là những dấu hiệu của những sự nghiên cứu về cõi siêu linh đối với những người mà chưa có khả năng để có thể có được những cái trực giác để nhìn thẳng được vào. Bây giờ nói về sự luân hồi, đây là sự thật hay là một chuyện xạo? Nói về vấn đề luân hồi, kinh nghiệm sống của cuộc đời riêng tôi bây giờ đã làm cho tôi thấy rõ tất cả mọi chuyện là chúng ta tất cả đều có phải luân hồi. Trước hết, đó là cái nền móng của giáo lý thông thiên học. Những sự nghiên cứu về nhân chủng học và sự nghiên cứu về vũ trụ học của ông Martinus và tất cả những điều hiển nhiên của những sự tìm tòi thì đã mang đến cái điều đó. Hai nữa là có một số những cuốn sách viết bởi những người đã nhớ được cái kiếp trước của họ rất là rõ ràng. Đây có một cái bài khác mà ta sẽ trở lại sau. Và có những cái phương pháp mà rất nhiều người, kể cả những người vô thần, đã được giúp đỡ để nhớ lại cái kiếp trước của họ. Thường thường đó là những cái cách thôi miên hoặc là ngồi thiền. Ngoài những cái chuyện thẳng như vậy, những kinh nghiệm cá nhân như vậy, thì những người có thần nhãn cũng có thể nhận được những cái tin tức về những cái kiếp sống trước của những người khác. Và đó là cách mà tôi đã tìm được cái tin tức về kiếp trước của tôi, những kiếp trước của tôi. Trong trường hợp của tôi thì trong một cái giai đoạn tôi đi qua một công chuyện chữa bệnh, và những cái việc họ đã làm để giúp tôi chữa những cái điều đau khổ đã xảy ra từ cái kiếp này và từ kiếp trước, và những cái sự xúc động rất là mạnh đã xuất hiện, và cái vị có thần nhãn chữa bệnh đã giúp đỡ tôi
và đã có thể thấy được là những cái rung động đất xảy ra từ đâu và giải thích cho tôi tại sao lại có. Trong nhiều trường hợp đó là những cái sự xúc động rất là dữ dội mà tôi không có thể nào hiểu được tại sao đã xảy ra ở trong cái kiếp này. Tôi không tìm thấy nguồn gốc trong kiếp này. Thì khi đó nhìn vào cái kiếp quá khứ của tôi thì đã thấy rõ lý do và rất là hữu lý. Khi mà tôi làm việc trên những cái sự đau khổ đó ở trong kiếp này của tôi thì vị người giúp đỡ tôi cũng đã có thể kể cho tôi nghe rằng chuyện này nó xảy ra vì lý do nào, và tôi đã có thể nhớ được và đồng ý với cái trường hợp như vậy. Còn về cái kiếp quá khứ thì nó khác nhau. Thì cái chứng cớ nó chỉ là những cái cảm giác mà tôi có thể coi như là đó là một phần của tôi. Khi mà người healer họ đã mô tả ra, ví dụ như là cuộc đời của một người Do Thái, một người tế lễ Do Thái đã xảy ra từ 2000 năm trước đây, mà tôi đột nhiên tôi có cảm giác rất là mạnh. Cũng giống như là trường hợp của ông Steen Lancy, ông ấy đã mô tả được cái cuộc thời gian của ông ấy sống khi mà ông ấy viết cuốn sách ở trong về quá khứ, những kiếp quá khứ của ông ấy. Sau cùng thì tôi có một số rất là nhiều người bạn bè và họ có thần nhãn và họ cũng đang nhớ lại. Họ đã tìm tòi khám phá ra và họ chữa được những cái điều liên quan đến kiếp quá khứ của họ. Và cái điều này làm cho chúng ta thấy được một cách dễ dàng những cái nền nếp như thế nào người ta có thể chữa được. Và chúng ta cũng thấy được những cái kinh nghiệm quá khứ và những cái điều đau khổ từ những cái kiếp trước của chúng ta đã nằm ở trong cái tiềm tầm thức của chúng ta như thế nào ở trong kiếp hiện tại của chúng ta, và nó có những ảnh hưởng xấu hay là tốt. Để giải thích rõ về những cái trí nhớ về kiếp trước đã được tìm tòi bằng cách dùng cách thuật thôi miên, thì cái bài toán làm thế nào để có thể phân biệt được là cái trí nhớ đúng sự thật và những cái điều mà người ta tưởng tượng ra, thì đây là một cái bài trích dẫn của cuốn sách của ông Asger Lorentzen. Người ta cái đường đi về tinh thần của người ta, cuốn sách này dịch ra từ tiếng Đan Mạch, không có bằng tiếng Anh. Nếu mà nhiều người yêu cầu thì tôi sẽ dịch sang tiếng Anh. Ở trong 13 cái điểm mà ông ta đã mô tả ra thì đã chứng thực được cái sự vững chắc của cái kiếp về quá khứ của ông ấy, những cái điều mà ông ấy ghi nhớ được, và chúng ta đã không có thể nào mà có thể cãi lại, phủ nhận được. Nói về Hypnotic Regression Therapy, tức là những cái cách chữa bệnh bằng cách thôi miên, trong lúc viết cuốn sách này tôi đã dùng một cách tìm tòi sâu hơn ở trong cái tâm thức của chúng ta mà chúng ta đã không dùng nhiều cho lắm. Năm đó là năm 1982. Tôi đã dùng cái phương pháp này rất nhiều năm, và bởi thế cho nên tôi đã có thể thử thách được những cái ý kiến về cái hệ thống của linh hồn con người, ý nghĩa của cuộc đời, luật về nhân quả mà tôi đã nghiên cứu một cách lý thuyết. Trong cái sự nghiên cứu này của tôi thì nhờ người khoa học gia dẫn những người khác kinh nghiệm lại những cái ký ức mà bị đè nén của họ, dùng một cách thức rất là thuận tiện vào để có thể cho cái người khách hàng có thể giữ vững được cái sự tâm thức bình thường. Cái cách thức này có thể mang lại những ký ức từ những thời xa hơn ở trong cái vùng vô thức, và trong một giai đoạn đã tập dượt thì cái ký ức xuất hiện ra và có thể tìm thấy được ở trong những cái thời gian rất xa xưa.
Điều này cho chúng ta có thể nhìn thấy những cái khoảng xa hơn, bởi vì chúng ta có thể nghĩ về những cái giai đoạn mà chúng ta đã luân hồi và cái cuộc sống vĩnh viễn ở trong một cái cách nhìn khác. Và tất cả mọi người hầu như có thể nhớ lại được những kiếp quá khứ của họ nếu mà họ được thôi miên và họ muốn nhớ lại, mặc dù họ có thể theo bất kỳ tôn giáo gì trước khi mà họ đi qua cái cuộc thí nghiệm đó. Những kiếp quá khứ có thể được cảm giác thấy cho tất cả mọi người sau một khoảng thời gian họ tập dượt, và tự nhiên họ nhớ lại những cái kinh nghiệm rất là đau đớn của thời còn nhỏ. Sau đó là kinh nghiệm của cái kiếp trước cũng cảm giác được giống như là một cuốn phim, có thể là rõ ràng, ít hay nhiều, và họ có thể cảm giác được những sự xúc động của họ. Khi mà người ta làm việc và người ta nhớ lại được những cái kinh nghiệm đã bị đè nén từ quá khứ, từ cái kiếp trước của họ, thì cái điều đó thường thường là chữa khỏi họ, chữa được cho họ những cái bệnh về tâm lý và những cái sự sợ hãi vô cớ của họ, và kể cả những cái điều mà họ có những cái hành động giống như điên rồ cũng chữa được. Cũng như vậy, thường thường là họ cảm giác được những cái sự việc mà bình thường ra họ không bao giờ có thể tưởng tượng được, ngay cả họ nếu mà họ tưởng tượng điên rồ hết sức thì họ cũng không thể nào mà nghĩ ra nổi. Lý do vì sao mà tôi giải thích những cái nghiệm lấy từ những cái kiếp luân hồi khác nhau ở trong cái tiềm thức của chúng ta giống như là một cái sự có thật của cái kinh nghiệm bây giờ, và không giống như là những cái sự tưởng tượng từ trong một cái kinh nghiệm tập thể, là vì nó như thế này: tất cả mọi người có thể làm được điều này, mặc dầu họ tin tưởng rằng có kiếp trước hay không, họ vẫn có thể qua được cái cuộc thí nghiệm. Những cuộc thí nghiệm này đôi khi rất là có vẻ tàn bạo và đau đớn. Điều thứ ba là người mà thí nghiệm đôi khi họ có cảm giác đồng nhất với lại cái cuộc thí nghiệm, giống như là trường hợp những cái kinh nghiệm của họ trong thời còn nhỏ của họ ở trong kiếp này mà người ta có thể kiểm chứng được. Cái cách thức để dùng và cái lối mà những cái trí nhớ, những cái chuyện dĩ vãng nó xuất hiện ra thì nó cũng giống hệt như là những cái chuyện dĩ vãng nó xuất hiện từ kiếp này, giống nhau, kiếp trước hay kiếp này thì nó cũng xuất hiện như thế. Thứ năm là những người mà kinh nghiệm những cái chuyện như thế thì thường thường họ rất là ngạc nhiên, họ nhìn thấy những cái chi tiết rất là lạ lùng đã bám víu vào cái cuộc sống bình thường của họ và ở lại trong đó, mặc dù họ không có muốn là họ muốn từ chối là không có những cái chuyện như vậy, nhưng mà cuối cùng họ phải công nhận. Thứ sáu, khi mà cái phương pháp này được dùng và đi xa, rất xa về quá khứ, thì người khách hàng có thể cảm nhận một cái tình trạng của đầu óc hoàn toàn mới đối với ông ta hoặc là cô ta, và rất là trái ngược với lại những cái lý luận của họ bình thường ra. Thứ bảy là cái thái độ về tôn giáo của người khách hàng thì cũng có thể thay đổi sau đó, nếu mà họ kinh qua những cái kinh nghiệm rất là mạnh và khi họ nhớ lại được những cái kinh nghiệm quá khứ và những cái tôn giáo ở trong cái kiếp trước của họ. Thứ tám là có những cái ví dụ trong cái lúc mà người ta nhớ lại như thế thì cái người mà có thần nhãn thì họ có thể nhìn thấy được cái quá khứ của những người khác giống như là nhìn một cái cuốn phim. Có những cái ví dụ cho thấy rằng là những cái điều mà nó xảy ra ở trong lịch sử loài người bây giờ mang ra ở trong những cái cuộc chữa bệnh bằng cái cách nhớ lại quá khứ, thì bây giờ người ta mang ra thì và so sánh với lịch sử thì nó lại đúng, mặc dù là cái người khách hàng không có biết gì về cái lịch sử đó cả. Thứ 10
là có những cái ví dụ khi mà nhiều người mặc dù họ không biết nhau nhưng mà họ lại kể ra cùng một cái giai đoạn mà họ nhìn, mỗi người nhìn dưới khía cạnh con mắt riêng của họ. Ví dụ như là cũng giống như họ cùng ở trong một cái kiếp cùng với nhau. Thứ 11, những cái kinh nghiệm về những cái cuộc sống trong dĩ vãng của họ thì có thể nối kết với nhau trong cùng một cái giai đoạn thời gian, và nó có liên lạc với nhau rất là hữu lý giữa những cái cuộc sống của họ và những cái sự tiến hóa của họ từ kiếp trước đến kiếp sau, mà nó có liên lạc với nhau bằng cái luật nhân quả. Thứ 12, sau khi nhìn thấy quá khứ của một số đông người thì bạn có thể thấy là họ theo những cái nền nếp giống nhau và qua những cái giai đoạn tiến hóa giống nhau đối với tất cả mọi người, mặc dù họ không có biết về những cái kinh nghiệm của người khác. Thứ 13, những cái nền nếp này và những cái giai đoạn tiến hóa này thì có thể làm nảy sinh ra một cái lịch sử về tiến hóa rất là dễ hiểu, cũng tương tự như là những cái điều mà được mô tả bởi những nhà khoa học nghiên cứu về siêu hình và những người có thần nhãn. Mặc dù là họ đi tới cùng một cái điều kết luận nhưng mà họ dùng những cái phương pháp khác nhau. Trong một bài khác sẽ có một bài mà tôi, tức là ông tác giả, viết vài năm trước về cái chứng cớ của sự luân hồi.